Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh An Hồ Vlog. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái gáo múc nước bằng gáo dừa các bạn. Đây, mình có chuẩn bị một cái trái dừa khô, vỏ rất là cứng luôn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành làm. Trước hết thì mình sẽ cần dụng cụ là một gáo dừa, cái cưa, cái viết nha. Đây mình định vẽ cái dọc tròn ha, cắt nè, rồi thêm một cái cây gỗ thẳng càng tốt các bạn. Cái này mình lấy đỡ thôi cũng tạm được. Mình lấy cây ổi các bạn, nếu mà các bạn kiếm được cây tre các bạn chót nó thẳng, càng thẳng càng tốt. Ở đây mình có cái ổi lấy đỡ đi. Thì kiếm tre không có, tre phải chặt cái cây luôn được. Mình thấy cái ổi mình cầm ngay chỗ này. Còn cái phần này là mình gắn vô cái gáo dừa các bạn. Này. Mình sẽ xuyên qua ha. Nên mình cắt cái khúc này bớt. Đó, vừa tay cầm thôi. Rồi cái quan trọng nữa là cái mũi khoan này, cái mũi khoan ha, để mình khoan cái dừa đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành công đoạn đó là định vị để cưa trái dừa ha. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành lấy dấu trái dừa ha. Để coi mình lấy dấu cái này ra. Mình sẽ mượn đỡ cạnh này nha, để cái viết đây nè. Đây bạn ơi, vẽ nó không được đẹp lắm bạn. Ok, mình cưa nó sẽ ổn thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ cưa nha. Cưa thôi. Cái công đoạn này nó cực các bạn, cưa mập. Bạn nhìn nha. Cưa thôi, cái này cưa cực quá. Các bạn dùng cái cưa sắt á các bạn cưa nó dễ, nó mịn hơn. Còn bạn cưa bằng cưa cây là mệt lắm á. Cưa mà có cái răng nó nhuyễn á thì mình cưa nó đỡ tốn lực ha, nó không bị dính với cái gáo. Vừa cưa vừa canh nha các bạn. Hơn nửa trái dừa rồi. Gần xong các bạn ơi. Cố lên. Gần xong rồi. Mệt.
Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa cái này ha, đi rửa cái này thì mình mới tiến hành làm tiếp nha. Hello, chào bạn. Sau khi mình cắt cái gáo dừa rồi nè các bạn, đó, mình đã làm sạch bên trong rồi, sạch sẽ rồi, thì chúng ta sẽ định vị cái để mình khoan các bạn, định vị ha, vị mé để thử cái cây này, đó. Để thử mình biết nha, mình sẽ biết nó nằm ở đâu, à, nằm dưới đây. Một dưới đây, một dưới đây. Rồi, mình sẽ định vị được hai chỗ này các bạn. Đó. Rồi nhìn thấy, mình sẽ tô nó ha. À, mình sẽ khoan cái chỗ này. Đó. Khoan chỗ này nha. Cái chỗ này. Ở này thì vô đây. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng tới một cái khoan các bạn. Cái cây này nó cũng hơi khá to. Bây giờ mình sẽ dùng cái mũi khoan. Bây giờ mình sẽ dùng cái mũi khoan các bạn. Hả? Mạnh lắm á. Bây giờ mình sẽ khoan nha. Các bạn nhìn nha. Đây, sẽ khoan vô đây. Khoan hơi sâu sâu xuống chứ nha. Vô được. Xem. À, lũng rồi. Khoan cũng dễ các bạn. Chỉ cần để ngay và khoan thôi. Cẩn thận cái tay mình nha. Trời trời trời. Ghê ghê ghê. Nguy hiểm nguy hiểm. Nguy hiểm thật. Trời, nó bể luôn rồi, vãi. Không sao không sao. Giờ mình sẽ nông nó ra ha. Chứ sao giờ. Nông nó ra thêm chút. Cái này cũng vậy. Cũng tầm tạm các bạn ơi. Yeah. Cái khúc nhỏ đi. Này nó bự quá. Chặt bớt. Lấy khúc nhỏ nè. Khúc nhỏ cho nó vừa cái lỗ ha. Lấy khúc này khoảng dài như đây thôi. Ừ. Cầm đây, khúc kia, ok. Lấy khúc này đi. Rồi, ok. Cắt hết rồi. Dùng cái nhám. Đánh nó. Nhám nha. Ta dùng giấy bóng với nhám mà nhám bằng giấy để cho nó dài hơn, dùng giấy nhám giấy. Đánh để cho nó cầm nó ngon hơn các bạn. Mình cầm cho sướng.
lưỡng luôn. Còn hơi to ha. Cái này thì nó được rồi, nó khá vừa đó. Nồng chút nữa đây. Nồng này một tí nữa. Mệt quá. Này ha, đó. Này cũng khá vừa nè. Để mình cho nó xỏ nó qua nha. Qua rồi một ải rồi, đó. Rồi. Ok rồi các bạn ơi. Đó. Rồi ok. Nên là xong hàng. Hả? Có hồi nãy cái khúc này nữa. Nó không được tốt lắm. Để hồi mình dán keo lại. Làm dán keo lại ha. Dùng keo nhựa đi. Bây giờ mình dùng keo nhựa để mình dán lại cho nó chắc ha. Bạn chờ mình xíu. Hello. Rồi bây giờ mình sẽ đốt cho bạn. Đốt dán cái này lại. Dùng keo nến nè. Mình chưa mua súng bắn keo. Đó, là dán này lại. Đảm bảo không sức nữa. Nó hơi xấu một chút. Nhưng mà cũng không được không sao. Đó. Keo nến nha các bạn. Cái này keo nến thì chúng ta ra tiệm mua sẽ có thôi. Em tập quá hỏi keo nến. Thêm miếng nữa. Lúc nãy mình sơ ý, mình cầm không chắc, làm nó bị bể các bạn. Nên này nó hơi xấu một chút, không sao. Chắc là được rồi. Rồi, xong rồi bạn. Bây giờ mình sẽ test múc nước cho các bạn xem nha. Chúng ta sẽ kiểm tra cái này nó tác dụng như thế nào ha. Ok, chúng ta quay. Alo, đây, mình test cho trong cái thao nước của mình nha. Đây, nước nha. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó không có chảy không? Đó, múc nước nè. Chúng ta sẽ múc nước để tưới cây rồi. Đây, tưới cây nha. Tưới cây. Đó, tưới cây. Đỡ các bạn. Đó, mình đã làm thành công cái gáo múc nước. Dài dài để cho nó múc cho nó đã. Mà gáo này các bạn kiếm được cái gáo mà nhiều nữa, càng bự càng tốt các bạn. Càng bự càng tốt, sẽ múc được nhiều nước. Này các bạn nhìn thấy không? Rất là cổ xưa luôn. Giống như hồi mà thời xưa, thời Pháp rồi. Người ta hay dùng cái này nè. Đó. Rồi, chúc các bạn làm thành công với cái gáo dừa nha. Cái gáo múc nước bằng cái gáo dừa nha. Bye bye. Nếu các bạn thấy hay, các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh giúp mình nha. Nhớ bấm like và subscribe An Hồ nhé. Nhớ bấm like và subscribe An Hồ nhé.